của chú chị để quay lại với video của anh nha. Hôm nay thì anh em của anh còn lại ở đảo Bông Cường, đảo Nhân Sơn. Quay anh em của anh để may mắn gặp hải sản chứ bị rất là kêu. Nó là tôm hùm. Thì hôm nay thì anh em của anh vẫn lại ở đây nha. Tại vì ở đây khoảng 2-3 đêm mới hết chủ làm. Hiện tại thì anh em cũng để chạy tới điểm rồi. Hôm nay thì anh em qua sẽ lặn ở qua ngầm nha. Ngầm thì nước cũng khoảng 4-5 xả tay là cạn thôi của chú chị. Còn răng kia là răng gò. Gò thì nước rất là cạn. Đứng này tới luôn chú chị. Hiện tại thì để tới chỗ thì anh em sẽ chuẩn bị để ra cụ và tiếp tục lặn biển ha. Cứ từng đêm anh em qua sẽ lạc quay. Đúng ngày đúng tháng sẽ về. Rồi giờ thì anh em qua sẽ ngồi nghỉ ngơi về chờ đến tối để vô đồ về xuống sân bay sáng nha. Rồi đã đến tối rồi mọi người, anh em sẽ chuẩn bị để xuống sân bay sáng nha. Còn đêm nay sẽ buổi thu để có nhiều hải sản để qua gửi đến cho mọi người xem. Đi thôi. Chào mừng quý cô chú gì để quay lại với video của anh nha. Vẫn là tiếp tục lặn biển của anh nè. Hôm nay thì anh em của anh sẽ lặn nước tầm khoảng là 8 đến 9 sợi tay. Cứ từng đêm anh em của anh sẽ lại qua. Thì bây giờ thì hiện tại của anh sẽ chờ lặn xuống dưới đại dương về đáp sạn thì anh em của anh sẽ chuẩn bị đi săn hải sản. Đấy, nói chung thì xuống khoảng 1 sợi tay thì của anh sẽ xì ta nha. Nếu mà không xì thì có thể ra đến bể màng nhĩ. Rồi để đáp sạn rồi, bây giờ thì của anh kính mời cô chú chị đi săn hải sản cùng anh em của anh nha. Đầu tiên thì của anh đã phát hiện một con cá. Vậy của anh đã săn được rồi. Đó là một con cá đỏ nách. Là cá đỏ nách thì vào ban đêm nó sẽ chui ra, chui vô trong hang đá như là hòn trố á. Anh em của anh thường gọi là như thế. Vô hòn trố nó sẽ núp trong đó. Còn ban ngày nó sẽ chui ra ngoài để bắt mồi. Là cá đỏ nách thì ăn rất là ngon luôn, phải thơm. Tiếp theo chỗ này của anh phát hiện một con tôm vỗ này. Đây, để của anh sẽ lại cho xem. Đây, tôm này thì bắt rất là dễ, không giống như là tôm rau. Bắt tôm rau thì phải hụt khẩn mới bắt được nó. Còn tôm vỗ thế này thì nó sẽ nằm yên. Anh em của anh chỉ còn chụp lại được thôi. Chỗ này của anh phát hiện một con cái hồng chìa này. Để săn được luôn rồi. Cái hồng chìa thì có nhiều con á. Bắt rất là khó luôn. Nó cứ chui ở trong hang này chạy qua chạy lại khó săn lắm. Nhưng mà con này nó chiều đèn này, nó để chiều đèn ngoài. Wow, chỗ này anh em đã phát hiện một con hải sản rất là giá trị. Đó là một con cái mắt quỷ này. Wow, con này nó rất là đẹp luôn. Nó màu hồng rực rỡ ghê chưa. Là cái mắt quỷ thì rất là cao luôn. Còn phải mấy anh em lặn biển thì rất là mừng khi gặp những con cá mắt quỷ thế này. Chà, con này cũng khoảng 1,5 kg đó. Thôi, còn chỉ còn cầm 2 cánh là được thôi. Tại vì cách anh em quên bắt cái mắt quỷ này thế này nha. Chỗ này của anh đã săn được một con cá mó. Đó là một con cá mó vàng. Chà, cá mó vàng con này rất là đẹp luôn. Các loại cá mó thì tại khu vực Trường Sa thì đa số rất là nhiều và to. Và cái này thì đủ kích thước của anh săn rồi. Ồ, của anh để may rồi, được một con cái mắt quỷ rồi này. Nói chung thì lặn biển lâu lâu mới được một con. Nó nguyệt lang rất là khó thấy, cho nên lặn biển thì lâu lâu đi mới gặp một con thôi. Nếu mà gặp điểm thì đôi lúc thì anh em quên bắt rất là sướng tay luôn. Còn có nhiều con nó nguyệt lang rất là giỏi cho nên không thấy nó được. Và nên lặn biển thì anh em quên lâu lâu mới gặp một con á, thì rất là khóa và rất là mừng. Khi mà một con thế này kiếm hơn các liệu rồi. Thank you.
Wow, một con ốc đuôi con siêu to khổng lồ này. Con này cũng khoảng 2 đến 3 kg. Rất là to luôn. Loại ốc này thì rất là dễ lì nha. Ồ, thấy cái ruột thì quên lại thèm rồi. Đây, cái con ốc thì to bằng cái đầu của quên luôn này. Rất là được luôn. Một con này thì quên cầm vào là kiếm được cái liều bạc rồi. Rất là ok luôn. Chỗ này thì anh em cũng để phát hiện một con hải sản gì đó về để nhá đèn quần lại nè. Cứ gặp hải sản giá trị cao thì anh em sẽ nhá đèn lại nha. Anh em quên cũng rất là nhiệt tình luôn. Có thể gặp những hải sản giá trị cao nhá đèn quần lại để quay gửi đến cho mọi người xem. Wow, một con cá bắt quỷ nè, rất là to luôn. Ô, con này nó đang ở trong hang đá. Để anh em quên sẽ khều ra ngoài. À, con này 2 kg luôn. Rất là to. Wow, lặn biển thì gặp những con mặt quỷ này thì mừng rồi. Con này kiếm hơn cái liều bạc đó, anh em thì rất là mừng luôn. Lặn biển một chuyến biển, một tháng biển có thể là một anh thì có thể được 10 đến mười mấy con thôi, ít khi mình gặp nhiều lắm. Chỗ này thì anh em gặp một con gì đó này. Wow, một con cái gì rất là to. Đây là một con cái hồn chuối nha. Ô, con này siêu to luôn. Con này cũng khoảng 4-5 kg. Là cái này thì anh em sẽ săn cho nó yếu đi, chứ nó mạnh lắm. Thêm một con cái mớ vàng nữa nè. Rồi để săn được rồi. Là cái mớ vàng thì đa số tại khu vực rừng xe rất là nhiều luôn. Thêm một con cái mú nữa. Đấy, cái mú thì nó cứ ở trong hang đá à. Nó chờ ló cái đầu ra ngoài. Rất là dễ săn. Phía xe quên phát hiện một con cái cắp sộp này. Để quên sẽ đổ lên về săn nó. Được rồi. Đây là một con ốc bị. Ốc này thì quên bán con nha. Bán con khoảng 5-60k một con. Ô, chỗ này quên phát hiện thêm một con ốc bị nữa nè. Ốc bị này thì cái ruột ăn rất là ngọt và ngon nha. Ốc này thì có nước mắm chấm hải sản về nước mắm tự làm thì thêm ít lon bia nữa thì xay luôn rồi. Là ốc này thì ăn rất là ngon luôn. Rồi, cứ mấy con để chìm cái vợt rồi. Qua sẽ bơm cái hơi lên để cho con bằng. Qua đó phát hiện một con ốc ta tượng nè. Cha, cái con này rất là đẹp luôn. Con này thì không cần về đánh bóng rồi. Nó mới cực kỳ luôn nè. Wow, quên lại thêm phát hiện một con ốc ta tượng nữa. Ồ, nói chung thì cứ đi ngoài két thì lâu lâu sẽ gặp những con ốc ta tượng thế này. Có đôi lúc gặp điểm thì kiếm mấy trăm con luôn. Chà, con này con nói là sót là to luôn hả. Ồ, hình như thì ở tảng đá quên phát hiện một con cái mắt quỷ thì phải. Ồ, đúng rồi nè. Wow, quên hôm nay rất là may mắn thì đã được 2 con cái mắt quỷ. Đấy, có nhiều con thì nó nguyệt lan giỏi cực kỳ luôn nè. Là cái này thì nó nguyệt lan chờ con mùa chới tới ngay cả miệng của nó sẽ đốt ngay. Con vả mẹ xét thủ lắm. Đây, con này hơn cái ký nè.
thêm một con ốc khoe. Ốc này cũng có tên là ốc nón nha. Ốc này thì anh em mua sẽ đem lên tàu để luộc và lấy cái ruột ra để muối đế. Còn cái vỏ thì bỏ xuống hầm để đem về cho thương lái. Đây là một con cái mú đen này. Mú này thì ăn rất là thơm luôn. Là cái này thì cũng rất là khó săn. Nó cứ chạy ở trong hang đá, nó chạy qua chạy lại à. Thêm một con ta tượng nữa. Ta tượng thì anh em qua sẽ đem lên tàu để cột dây về phơi để cho cái ruột nó rớt ra ngoài. Wow, chỗ này thì anh em để gặp điểm út ta tượng này. Đấy, anh em để cõng lên trên lưng hai con luôn. À, nhìn rất là đẹp luôn này. Ở dưới tay thì được hai con nữa là bốn con. Giờ thì quên sẽ đảo vô để số lượng nhiều thì anh em quên sẽ bỏ lên cano nha. À, sơ sơ này thấy 6-7 con rồi. Wow, út này cũng lấy rất là đẹp luôn. Nó tự mới cực kỳ luôn ha. Chắc có ai để chè về thả xuống luôn này. Quên không hiểu sao nó rất là mới luôn. Rồi thì anh em quên sẽ bỏ lên cano nha. Rồi nói chung thì cũng đã tới giờ lên cano luôn. Giờ thì anh em quên sẽ lên cano về quên sẽ quay thành quả để gửi đến cho mọi người xem. Nói chung thì la quay cũng đã được cái đêm rồi, là tiếp tục đêm tiếp theo. Rồi giờ thì quên sẽ lên cano nha. Rồi anh em quên mới vừa lên cano nha. Đây hải sản đêm nay anh em quên được là khoảng 10 con cái bò giáp. Anh em quên đã được 4 con. Nói chung thì ta để lượt xe thì đa số lại hải sản ha. Còn cá nói chung là anh em quên để làm được cái đêm rồi. Rồi tay tăng sáng anh em quên kéo ốc ta tượng này. Đây là hai tầng trước anh em nha. Để bỏ ở dưới cho nó lạnh á. Tại vì hai tầng thì sẽ có đế. Nếu mà không có đế thì sẽ không có tốt và ké lắm. Giờ anh em sẽ vào vô vực để chạy về tàu đấy nha. Đêm nay của anh em quên này, có ta tượng về ké nữa. Nói chung thì tại khu vực đường xe thì hải sản rất là phong phú luôn quý anh chị. Rồi bây giờ thì anh em quên sẽ về tàu để nghỉ ngơi nha, tiếp tục lại đây tiếp theo. Quên chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem video. Để tải hay thì tặng cho quân một like và đăng ký nha.
bye bye. Còn kèm vào tất cả mọi người nha.